Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Thì ở phía sau mình là cái máy đang chạy tài liệu cho khách hàng. Và bây giờ thì nó nằm tầm khoảng 9 giờ kém 10 rồi. Thì khi mà nhận file cho khách hàng thì mình hay tranh thủ giờ đêm này mình làm. Tại vì thứ nhất là giờ đêm nó có một cái thuận lợi là mình không có khách lẻ, nên mình sẽ chú tâm mình tập trung vào mình chạy tài liệu thôi. Thì đối với những cái tài liệu mà số lượng nhiều á, đối với các anh chị và các bạn mới á, thì nếu mà chúng ta mà không có biết cách á, thì chúng ta chạy nó sẽ bị lỗi ngay. Thứ nhất bị lỗi ở đây là mình đang nói cho tất cả các bạn và các anh chị là chúng ta khi mà chúng ta nhận cái file của khách hàng, đây là số tài liệu của khách hàng này, thì các anh chị biết là khi khách hàng mà in ra cái tài liệu mà hai mặt á, thì thông thường á, thì họ sẽ có những cái mặt số 2 này. Các bạn thấy cái mặt số 2 không? Tức là ở đây nó cái lề của nó rộng hơn, và cái lề đây là cái lề đóng này. Thì đây là cái mặt đầu tiên, thì đây là cái lề đóng. Khi mà các anh chị chạy thì khi mà chúng ta sẽ đóng thì nó bị sát cái này. Do đó đối với tất cả các mới đầu mình nhận tài liệu thì cũng có một cái số lỗi như thế này. Do đó mình muốn làm cái video này, mình chia sẻ với tất cả các anh chị và chỉ dành cho tất cả các anh chị mới và các bạn mới mở tiệm ô tô, để các bạn có thêm một chút kinh nghiệm để khi mà các bạn nhận số lượng tài liệu của khách hàng, kể cả ít hay nhiều, thì chúng ta đều có cái hướng là giải quyết sao bước đầu cho cái tài liệu khách hàng nó tốt nhất, và sau đó chúng ta sẽ chạy hàng loạt. Thì cái cách của mình là như sau: khi mà kiểm tra, khi mà khách hàng đưa tài liệu tới thì mình sẽ kiểm tra một lần một loạt qua các cái tờ tài liệu của khách hàng, thì coi thử là những cái tài liệu nào, những cái tờ nào nó bị lệch, nó bị thu hẹp cái lề đóng gáy à, thì chúng ta sẽ đánh dấu lại để chúng ta sẽ coi. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta xử lý tài liệu. Cách xử lý tài liệu là chúng ta khi mà một bộ như thế này, thì các anh chị nên lưu ý là khi mà khách hàng đưa tới thì chúng ta đừng bao giờ mà chúng ta làm xáo trộn tài liệu ha. Thì ví dụ như khi mà chúng ta chọn thì chúng ta sẽ chụp từng tờ, có thể là các chị sẽ xử lý những từng tờ, đối với những cái từng tờ nào mà nó đơn lẻ ha. Còn đối với những từng tờ ví dụ nó có số trang nó liên tiếp với nhau thì chúng ta có thể là bỏ trên khay PDF chúng ta chạy, và chúng ta sẽ dịch lề ha. Chúng ta sẽ sử dụng trong cái phần dịch lề, chúng ta sẽ đưa cái lề gáy nó vào đây ha, để cho chúng ta sẽ có cái trường hợp chúng ta đúng đấy. Sau khi mà chúng ta đã xử lý xong một cuốn tài liệu phòng chấm, thì đối với những cuốn tài liệu của khách hàng này thì chúng ta sẽ giữ làm quên, để chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ đối chiếu. Còn đây là cái cuốn tài liệu mà mình đã xử lý nè, các chị thấy cuốn tài liệu mình xử lý. Thì sau khi mình xử lý xong mỗi cuốn này, mình sẽ kiểm tra đối chiếu với cuốn gốc nó đã tốt rồi, thì bắt đầu chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chạy hàng loạt. Thì lúc đó các chị thấy là cái lề đóng này mình đã xịt lại, mình đã căng chỉnh lại hết trong một cuốn này. Và sau đó những cái cuốn sau, nếu mà mình chạy có thời gian mình chạy luôn thì mình sẽ chạy luôn một lần ha, bỏ cái này vô mình chạy. Còn nếu không thì chúng ta sẽ chạy xong thì chúng ta sẽ cái tài liệu này các bạn nên bảo vệ cho nó tốt hơn ha. Sau khi chúng ta chạy xong chúng ta sẽ bỏ qua còn cái chỗ nào đó để chúng ta khỏi bị bụi, bị nhào nát hay là bị dơ, để chúng ta chạy cho nó sạch cái tài liệu khách hàng. Còn đối với máy chạy cho khách với số lượng nhiều á, một số cái vô trước mình đã nói rồi. Thứ nhất là khi chạy số lượng nhiều, các anh chị đừng có bao giờ mà các anh chị bấm một lượt, ví dụ như 50 quyển hay là 100 quyển, mà chúng ta cứ bấm từ từ. Ví dụ theo cách của mình là mình sẽ bấm 10 quyển. Thì khi các anh chị biết là nếu mà 10 quyển cái số lượng trang một cuốn tài liệu này thì nó nằm khoảng 67 trang, 10 cuốn tài liệu thì tương đương khoảng là 670 tờ. Thì khi mà máy mình cài ở chế độ là 10 bộ thì khi chạy đúng gần 10 bộ thì chúng ta sẽ cho máy dừng và để chúng ta bấm ha, chúng ta bấm vào màn hình để chúng ta nâng cái số lượng bộ lên. Thì khi đó là trong quá trình máy chạy thì máy nó sẽ nghỉ được một khoảng thời gian ha, thì nó sẽ làm dịu được mát máy, và cứ 10 bộ chúng ta cho máy nghỉ khoảng 2-3 phút, 10 bộ chúng ta nghỉ 2 phút. Thì đối với mà các bạn và các anh chị mới mở ra thì các anh chị chưa có đầu tư nhiều máy và chúng ta chỉ có một máy thôi, thì chúng ta nên chạy từ từ và chúng ta chạy ngắt quãng ra
để cho có thời gian máy nghỉ ha. Chứ chúng ta riết máy quá thì nhiều lúc là máy chạy sinh nhiệt rất là nóng, và khi đó là máy nó rất là dễ bị hư một số cái bộ phận ha. Ví dụ như là dao gạt, nhông ha. Do đó là khi với số lượng chạy nhiều thì các bạn và các anh chị nếu mà có một máy thì các anh chị nên ngắt quãng và chạy với số lượng từng ít một. Chúng ta sẽ ngắt quãng từng ít một chúng ta chạy. Bây giờ thì cũng gần 9 giờ nhưng mà mình sẽ cố gắng theo cái cách của mình, nên là mình sẽ cố gắng buổi tối thì mình sẽ xử lý tài liệu mình chạy. Mình chạy chạy xong hết thì sáng mai bắt đầu mình sẽ đóng, mình sẽ đóng và mình xử lý tài liệu đóng. Thì lúc đó thời gian đó ví dụ như là ngày mai mà nếu mà mình không có nhân viên, mình làm một mình thì mình sẽ có cái thời gian, ví dụ như khách lẻ qua thì mình sẽ có cái thời gian mình xử lý cho khách lẻ. Còn cái tài liệu này thì mình đã chạy xong rồi, mình chỉ cần xử lý nữa thì nó rất là mau thôi. Thì đó là một số cái cách của mình muốn chia sẻ ở video này cho tất cả các anh chị mới và các bạn mới nha. Còn nếu mà các bạn nào đã có kinh nghiệm nhiều rồi thì mình không dám muốn điều ở bất ngờ, tại vì mình muốn một chút kinh nghiệm của mình cũng sẽ giúp được cho tất cả các bạn, các anh chị mới vào nghề để hoàn thiện hơn những kinh nghiệm của mình trong quá trình làm nghề của mình. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp tất cả các bạn ở video sau. Chúc các bạn làm ăn ngày càng đắt khách. Chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thành công trong công việc của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau.